em chưa có đi dạy kèm nhiều, nhưng mà kinh nghiệm thì em có chút chút. Vừa trẻ mà còn xinh đẹp nữa, chắc ba mẹ em vui lắm ha. Dạ em đâu có xinh đẹp gì đâu chị, em chỉ hơi đẹp thôi à. Đã trẻ tuổi, xinh đẹp mà còn được học ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nữa chứ. Ba mẹ em tự hào là đúng rồi. Trường Nhân văn ừ. Trường Nhân văn đó mà đào tạo, chắc chắn là em sẽ dạy giỏi lắm. Chị yên tâm khi gửi con chị cho em. Dạ thật ra em học trường... Nè, chị gửi cho em một tháng lương, em kiểm tra đi. Dạ. Tuy em chỉ là sinh viên mới ra trường, nhưng mà chị cũng gửi lương cho em giống như là giáo viên dạy kèm lần trước vậy. Được đào tạo ở trường Nhân văn mà, chị rất là yên tâm khi em dạy con chị. Cái gì vậy trời, mình chưa biết mặt mũi của trường Nhân văn là sao mà cứ nói mình là sinh viên trường đó hoài vậy trời. Dạ, em có gì thắc mắc không? Có nên nói mình là sinh viên trường Dân văn không, chứ không phải Nhân văn. Trời ơi, nói ra chắc chắn là bị đuổi liền cho coi. Mới làm sao đây, không thể bị đuổi được, luôn cao quá nè. My ơi, My. Thôi kệ đi, tại người ta nghĩ mình học trường Nhân văn chứ bộ, đâu phải tại mình đâu, dạy giỏi là được. Thôi kệ, từ hôm nay mình phải là sinh viên trường Nhân văn. My, có gì thắc mắc không em? Dạ. Dạ không. Chị ơi, à, từ nay về sau có gì chị giúp đỡ cho em nha. Ừ. Tại tiền lớn em bất ngờ quá, em cảm ơn chị. Học về. Ờ, về rồi đó hả? Qua đây chào cô giáo mới đi kìa. Chào em. Em là Trạng Nguyên đúng không? Trời ơi, dễ thương quá à. Xin giới thiệu với em, cô là Diễm My. Từ đây về sau cô sẽ là giáo viên dạy kèm mới của em. Cô và em chúng ta phải cố gắng lên nha. Yeah. Sao mẹ không chịu hiểu con hả mẹ? Con đã nói là ngoài thầy Đức ra con sẽ không hộp ai hết á. Dễ gì mà dè, làm như thân lắm vậy. Cái thằng này không nghe lời mẹ mà bắt mẹ nghe lời con hả? Dạ không sao đâu chị, tại tuổi teen mà cho nên đôi lúc hay bốc đồng lắm. À, chị cho em lên nói chuyện với Nguyên một chút xíu thôi là Nguyên thay đổi liền à. Em có tài thuyết phục lắm đó chị. Ờ, vậy cũng được. Dạ. Ơi, chết rồi, xin lỗi cô giáo nha. Dạ. Chị để quên chìa khóa rồi. Em chịu khó đi lối này nha. Ủa, cái lỗ đó cũng đi được hả chị? Tại thằng Nguyên nhà chị nè, nó không có muốn ai vô phòng nó mà không có chìa khóa. Thành ra bây giờ mà muốn vô phòng nó chắc phải chịu khó vô cái đường này. Dạ không sao đâu chị, em chịu khó lắm. Dạ. Không sao. Mà sao có cái đường này ngộ quá vậy chị ha. Ráng lên đi, hôm nào mà có cơ hội á, chị sẽ kể cho em nghe câu chuyện tại sao có cái đường đi này hả. Dạ. Cô giáo, ráng lên nha. Dạ. Em vô nha. Chúc cô giáo may mắn nha. Dạ. Trời ơi, nhà này ngộ thiệt chứ. Trạng Nguyên, cứu. Em lấy cái chân đạn lên mặt coi vậy. Ôi trời ơi. Làm gì hết hồn vậy? Dạ con tưởng bình ga nổ. Chào ông. Cô là ai? Dạ con là Diễm My, anh là gia sư của Trạng Nguyên không? Gia sư mới hả? Dạ. Còn trẻ gì mà đi làm gia sư hả? Dạ. Nay nhiêu tuổi? Dạ năm nay con... con không biết con nhiêu tuổi nữa. Dạ con giỡn á, năm nay con 23 tuổi rồi ông. Thế à? Dạ. Ừ. Con xin phép lên lầu nha ông. Ừ. Dạ. Làm cái gì mà hốt hoảng? Ừ? Dạy học thôi.
ai cho tắt nhạc của tôi, mở nhạc lên. Phải tắt nhạc thì mình mới học được chứ đúng không? Học cái gì mà học? Đi vô mày, đi vô, mà đi vô, đi vô, đi vô. Cái gì vậy cô giáo? Cái thằng này nó quậy nữa đúng không? Nè nha, tôi đếm tới ba mà không mở nhạc lên lại là biết tay tôi rồi chứ. Một, hai, ba nè, ba nè. Con học ở đâu ra cái thói giang hồ vậy hả? Ăn nói với cô giáo cái kiểu đó đó hả? Ngồi dậy học bài đi, cô giáo chờ kìa. Thôi, con không học đâu, con không học với bà đó đâu. Bây giờ học không? Không. Không hả? Trời ơi. Trời. Có chân đó. Chồng làm gì mà la dữ vậy trời. Xong rồi đó cô giáo, vô dậy đi. Dạ, cảm ơn chị. Nguyên ơi, cô đã trở lại với em rồi nè. Đi ra ngoài. Chị nó đã thằng kết. Cô giáo dạy tiếp đi. Dạ. Chị ơi. Hả? Chị ở lại đây luôn được không chị? Không cần. Ây à. Nói cái gì đó. Điều hồn đó. Đưa đôi dép đây. Không cần. Coi chừng. Khi mà mình chia thể bị động thì bắt buộc phải thêm to be. Còn động từ thì chia thì quá khứ. Ví dụ như trong câu việc này sẽ hoàn thành sớm thôi thì câu sẽ là this job is going to be done soon. Hiểu chưa? Cô thôi đi. Sao mà thôi được? Từ nãy giờ mình học chưa được nửa bài nữa đó. Em ráng lên đi, không sao hết trơn, tập trung chút xíu thôi là nhớ nhanh dữ lắm. Cô biến chỗ khác giùm tôi đi. Còn cần nhiều thời gian lắm, không sao đâu. À, cô có cách này học rất là hiệu quả nè. Mình sẽ học bằng bài hát nha. Cô biết có một cái bài hát này á, cũng là chia ở thể bị động này luôn nè. Cô đây cần đây. When you tell me I can't touch you. Đẹp đây. Ồn quá. Too far to dream it through. Tôi nói là cô dẹp đi, cô không nghe hả? I love to be loved by you. Cùng chết hả? Khùng điên gì đâu á. Quên nữa, buổi học hôm nay coi như là kết thúc nha. Đi đâu? I love to be loved by you. Stop. Mình phải mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ mới trị được thằng nhóc đó. Đúng vậy. Em chỉ cần nghe theo lời của anh. Có chuyện gì xảy ra cứ quện vô mặt nó. Mọi người hãy cho Diễm My 96 một tràng pháo tay nào. Mạnh mẽ lên. Nó mà có làm cái gì em. Em sẽ lấy cái này em quện vô mặt nó. Em xin lỗi. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ. Mạnh mẽ lên. Mình phải mạnh mẽ lên. Cô tới rồi. Vô bàn ngồi học nhanh lên. Dẹp cái điện thoại chơi game liền. Tôi ghét nhất là cái thể loại có lỗ tai mà nghĩ không. Tôi đã nói là tôi không thích học. Cô đi ra ngoài đi. Bước qua đại học. Nhanh lên. Tôi đã nói rồi. Cô đi ra ngoài đi. Tắt điện thoại cho tôi. Bây giờ cô nhất định không ra đúng không? Muốn gì? Muốn em học. Nè, em làm cái trò, em tưởng em làm như là cô sẽ đi ra ngoài hả? Nè, thôi nha.
Con sao? Nè thôi nha, em mặc áo vô. Con sao? Con sao? Em đừng có nghĩ là em làm như là con sẽ đi về nha. Mặc áo vô cho con nhanh lên. Ra đây chi vậy? Ờ con đi vô. Vậy là sao đó? Hay quá, thấy mình mạnh mẽ cho nên nó sợ rồi nè. Chị chỉ giúp cho em trị thằng Nguyên đến hết ngày hôm nay thôi. Từ bây giờ em hãy tự mình xử lý nó đi nha. Phải sống ngay dù bao mùa, một năm nhìn ở phía trước nhưng chẳng nhớ.